đi, chào đi. Đây đâu, đây em đâu. Chào. Đúng rồi, thơm miệng đi một cái. Em thơm miệng đi một cái. Thơm mà. Ôi, đúng rồi, nào đây. Thơm thế.
À các bạn ơi, buồn cười quá. Mình thấy có bạn bảo Moon mặc quần áo như phạm nhân ấy, hay như tù nhân ấy. Mình cũng chẳng biết đây là mình đặt người ta may, người ta may cho toàn quần áo này. Giống tù nhân nhỉ? Ở đâu cũng có tù nhân giống nhau à các bạn? Mình tưởng chỉ có ở Việt Nam có tù nhân mặc áo kẻ. Hóa ra ở nước ngoài cũng có nhỉ? Moon đúng là tù nhân của mẹ mình. Moon là tù nhân của mẹ mình luôn.